Xin chào tất cả các cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh kiến thức ngành may của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý máy vắt sọ bị đứt chỉ bỏ mũi gậy kim. Trước tiên thì để xử lý được các bước như trên á, thì chúng ta phải biết được nguyên lý hoạt động của bộ tạo mũi máy vắt sọ nha mọi người. Thì nếu mà bộ nguyên lý hoạt động bình thường thì đường chỉ của các sọ chúng ta sẽ như thế này nha mọi người, là các bước để chuẩn hết thì nó sẽ ra đường chỉ như này. Và nếu một trong những cái bước đó bị sai thì chúng ta sẽ đường chỉ sẽ không được như này nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nguyên lý hoạt động của bộ tạo mũi nha, để từ đó mọi người mới biết được nguyên nhân nó nằm ở đâu để chúng ta chỉnh được chuẩn xác, không phải mò nha mọi người. Rồi mọi người sẽ xem mình chỉ mọi người từng bước nha. Thì đây bộ tạo mũi này gồm trụ phần kim nha mọi người, trụ kim nè, hai kim đi xuống nè, và gồm móc dưới nè mọi người, móc dưới nè, móc trên nè, để nó đang chỉ vào nhau mọi người. Nó đi xuống nè, đi lên nè, để cho khi ba cái phần này kết hợp với nhau thì nó sẽ đang chỉ thành như này nha mọi người. Rồi thì bây giờ nguyên lý hoạt động của cái móc dưới này mọi người, móc dưới để cho nó đang cộng chỉ á, vô chỉ kim á, để nó móc cái chỉ kim á. Đây mọi người coi nè, nguyên lý hoạt động đầu tiên của bộ tạo mũi này là móc dưới đi tới nè, móc dưới đi tới nè, đây nha mọi người. Thì trường hợp móc đi tới nè, kim đi xuống bắt đầu đi lên, móc đi tới nè mọi người, thì móc đi tới nó phải ăn được cho trong cái thòng lọng của hai công chị nha mọi người, thòng lọng chị của hai cái kim á nè mọi người, nè nó phải ăn như vậy nè, rồi công chị sẽ thuộc xuống nè đó mọi người, móc nó phải móc được hai công chị nha mọi người, móc được thòng lọng chị của hai cái kim rồi bắt đầu tới và nó hai móc đan nhau nha mọi người. Để mình quay cái hướng hai móc đan nhau cho mọi người coi nha. Và bắt đầu móc dưới lao qua nha mọi người là cái móc mà vừa nãy lấy hai cộng chị của cái kim đó mọi người. Nó lấy xong rồi nó sẽ lao qua thì cái móc trên của mình lao tới nè mọi người, đây nè mọi người, cái móc trên mình nó lao tới nè, nó lấy cái cộng chị của móc dưới nè mọi người, thấy mọi người nè, lấy chị móc dưới nó móc trên đây, xong cái chị của cái móc trên á thì nó sẽ được hai kim này giữ lại, hai kim này đâm xuống giữ lại nha mọi người. Rồi để mình quay cái góc cho mọi người coi nha. Đây nha mọi người, thì móc trên lao tới nè, thì kim đâm xuống thì lúc này cái kim nó sẽ phải nó ăn phía trong của cái sợi chỉ này nha mọi người, kim nó phải đâm phía trong của sợi chỉ này nè mọi người, thì nó mới không bỏ mũi nha mọi người. Nó đâm phía trong hai kim này nó phải đâm phía trong của cái sợi chỉ màu xanh này thì mới không bỏ mũi. Còn nếu trường hợp mà một trong hai kim này nó đâm phía ngoài của cái sợi chỉ này thì ta sẽ gọi là bỏ mũi đường về nha mọi người, một đường về của móc nha. Nè, mọi người nhìn thấy không? Này kim đi xuống nó phải ăn trong này, đó nó ăn trong như này, mới đúng nha mọi người. Nó ăn trong vậy mới đúng. Đúng rồi. Bây giờ mình làm cho nó
nó đâm vào ngoài nè, nó đâm ngoài mọi người thấy nó bầu mũi nè. Nè mọi người, nè, nếu mà cái kim ngoài nó đâm phía cây kim ngoài thì nó đâm phía phía ngoài của cái cần của chị này, thì nó sẽ làm cho mình bọ mũi đường về này, bọ mũi móc đen mọi người, móc móc đường về đó. Thì đó là cái nguyên lý mà của bộ tầm mũi máy móc sổ nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vô chi tiết, mình sẽ hướng dẫn mọi người từng phần một nha, để mọi người được hiểu rõ hơn nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh bộ tầm mũi của máy móc sổ nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh bước đi chuẩn của móc dưới so với cái kim. Thì để chỉnh được bộ tầm mũi chuẩn của móc dưới đi so với kim này thì chúng ta sẽ phải dùng con khóa 8 mọi người. Chúng ta dùng khóa 8 này nè. Khóa 8 này. Chúng ta sẽ bằng con ốc này. Con ốc này ra nha mọi người. Để cho cái cần của cái móc móc dưới này nó di động được. Rồi chúng ta sẽ chỉnh bộ tầm mũi nha. Rồi, chúng ta vặn nhẹ ra nè. Mọi người đừng có vặn lỏng quá nha, vặn vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi để chúng ta di động này nó di chuyển được nhẹ xíu thôi, đừng có nhẹ quá nha. Thì mình cầm mình nhích qua nhích lại được nè. Nè mọi người. Rồi. Bây giờ mình chỉnh bộ tầm mũi nha. Và móc dưới so với kim nha. Thì mọi người quay cái vô lăng cho kim đi xuống tận cùng dưới nha mọi người. Là bắt đầu đi xuống hết thì nó bắt đầu kim đi lên lại á. Rồi quay cái hướng máy chạy nha, quay cái hướng chiều cái đồng hồ quay nhìn từ mặt bên kia quá. Nè kim. Đây mọi người, kim đi xuống hết nè. Quay lại cho mọi người coi. Đây mọi người, kim đi xuống hết nè. Kim đi xuống hết thì cái ốc này nè, nó ngả ra. Nó cắt cây kim ngoài tầm 4 ly nha mọi người. Đây nè mọi người. Thì đây mình sử dụng cái lục giác 4 ly nè, mình canh nè. Kim xuống tận cùng rồi nè. Thì cái móc này nó ngả móc dưới ngả ra cách cây kim ngoài 4 ly nha mọi người nè. Đây này mình canh cái lục giác nè, lục giác 4 ly nè. Mình bỏ vô. Mình canh nó chuẩn khoảng cách mà từ móc vô cây kim 4 ly nè. Rồi. Xong thì chúng ta sẽ siết ốc này lại để chúng ta canh cái tầm móc so với cái kim này. Rồi mọi người, móc lâu tới nè, thì tầm móc dưới nó móc lâu tới thì móc dưới nó đang trên lỗ kim nè mọi người. Thì đây trường hợp mình canh bằng khoảng cách từ móc dưới cho đến cái kim. Còn cách canh thứ hai là mình không có đồ để đo mọi người, mình không có cái thước đo á, thì mình sẽ canh như này. Để mình vặn ốc ra lại mình chỉ cho mọi người nha. Còn cách canh thứ hai nè, cách canh thứ hai là mọi người cho kim đi xuống tận cùng dưới. Kim bắt đầu đi lên, ta đưa mà móc đi vô, chúng ta đưa móc đi vô, chúng ta canh làm sao mà móc với kim giao nhau thì lỗ móc bằng lỗ kim. Đây mọi người, đó lỗ móc bằng lỗ kim, mọi người nhìn thấy không? Đây mọi người, thì lúc này nè chúng ta canh làm sao mà cái lỗ của cái kim nhìn xuyên được lỗ cái móc.
Đó thì đó là mức kinh chuẩn của mọi người, mức chuẩn của cái đường đi của máy bắc sọ nè, là lò móc bằng lò kim nè. Rồi đây là mình canh cái chiều mức ăn chuẩn, còn cái độ hở nè mọi người. Còn bây giờ mình canh đến độ hở nha, thì mình canh làm sao mà cái mỏ móc nó vừa chạm với cái kim thôi mọi người, cái tầm bắt cái tầm tầm hở độ hở thì mỏ móc lao tới nó sẽ vừa hơi hơi chạm mà chưa có chạm mọi người, hơi chạm vào cái kim thôi nha mọi người, chứ mọi người đừng có để nó chạm nhiều hoặc là nó chạm nhiều quá nó sẽ bị đá nó ăn gãy kim nha mọi người. Thì móc này nó ăn tới nó sẽ bị làm gãy kim nha. Đây mọi người siết nhẹ lên ốc dưới đi cho nó dễ chỉnh nè. Để mình quay cái góc kia cho mọi người coi nha, nó sẽ vừa chạm nha mọi người, nếu mà nó hở quá thì mình sẽ làm bọ muỗi nha mọi người, nó không được móc vô cái thòng lọng chỉ á. Còn nếu mà nó ăn quá nó chạm cái kim thì nó chạy sẽ nghe tiếng kêu và sẽ làm gãy kim, nếu mà cạ nhiều quá gãy kim. Cho nên ai mà chạy máy bắc sọ mà hay bị gãy kim á thì mọi người nên coi lại coi là cái móc của mình nó móc dưới nó có đá vô cái kim không. Rồi đây nha mọi người, sát nhưng mà không có chạm nha. Còn trường hợp mà ví dụ trường hợp mà cái móc dưới của mình khoảng cách đường đi ấy, khoảng cách nó không có đồng đều giữa hai cái kim đó mọi người, độ hở nó không đồng đều, ví dụ cái móc ở ngoài nó không có bị móc ở ngoài thì nó không có đá, nhưng mà móc trong nhưng mà cái đi tới cái kim trong thì nó đá. Cái trường hợp này là táo kim của mình, cái táo kim này mọi người nó bị lệch nha mọi người, là ví dụ nó không có đá cái kim ngoài nhưng mà nó đá cái kim trong, thì chúng ta phải chỉnh lại cái táo kim này mọi người. Để bằng cách chỉnh bằng táo kim này bằng cách là mọi người quay cái táo kim đi xuống, mọi người lấy cái lục giác thay kim á, mọi người vặn ốc này ra, mọi người xoay nha. Đây để mình chỉnh cho mọi người coi nha. Đây mọi người, thì chúng ta dùng cây vít thay kim á mọi người, lục giác thay kim á, chúng ta vặn nè, chúng ta bỏ vô đây, chúng ta vặn ra. Đây này mọi người, sau khi chúng ta vặn ra thì chúng ta sẽ xoay nha, chúng ta dùng cái kìm hoặc là cái khóa cho tôi xoay này, mọi người thấy không, đã sẽ có xe lại được này. Này mọi người chỉnh làm sao cho hai kim thẳng hàng nha, để cho nó không, để cho cái móc nó không không có đá một hai cái kim, nó không đá cái kim nào nha mọi người. Đó chúng ta chỉnh có chuẩn không, chúng ta quay đường đi của cái móc với cái kim coi, nó không có đá cái kim nào là được nha. Rồi sau khi chúng ta chỉnh chuẩn rồi chúng ta lại siết ốc lại nha mọi người, nhớ siết nha chứ không chạy là cày kim nha mọi người, nhớ nha. Rồi thì sau khi bước tạo mũi cờ móc dưới với kim á đã chuẩn rồi thì ta tiến hành chỉnh bộ tạo mũi của đang chỉ của hai móc nha mọi người, móc trên móc dưới nha, mức chuẩn đang chỉ của hai móc nha. Thì bây giờ mình sẽ quay qua hướng kia mình chỉnh cái bước chuẩn bước tạo mũi chuẩn của hai móc nha mọi người chú ý quan sát nha. Đây nha mọi người, thì đường đi nè, móc dưới lao tới nè, ăn vô hai cọng chỉ kim nè, thì lúc này nè cái chỉ của cái móc, lúc này cái móc 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 trên nó sẽ ăn phía dưới của cái móc dưới mọi người nè, nó vô vậy nè đó mọi người, đó nó giao nhau này mọi người, đây điểm giao nhau chuẩn là mọi người,
ăn vô cái khuyết của cái khuyết cong của cái mốc dưới nè, và nó không, mọi người không được cho nó chạm nhau nha, nó phải có cái độ hở chút xíu nha các bạn ơi. Máy máy của ai mà bị độ hở này quá nè, mình chỉnh cái độ hở cho người coi nè, thì nó sẽ bị bọ chị đen nha, hai cái móc không đan được với nhau nha. Đây nè mọi người, ví dụ cái này, độ này hở quá nè, đây mọi người, nó hở quá thì nó sẽ không đan được chị nha mọi người. Nè. Có nhiều máy nó bị hở quá mọi người, nó không có đan được. Mình chạy với giờ mấy mấy giờ mọi người chạy mà thấy chị nó không đan được gì nè, hai hai chị kim nó đang được với nhau, nó ăn với nhau, mà hai chị móc phía trên nè đang nhau ở trên đỉnh đầu mọi người, mà nó không đan được với nhau á, hai chị nó không, hai chị móc không đan được với nhau á, là do thứ nhất nguyên nhân đầu tiên không đan được, mọi người coi có thể là cầm chị này nè, một trong hai sợi chỉ của cái móc này nó không có vô trong cái lỗ này, mọi người coi trường hợp này nè, trường hợp mà không đan được nè, có thể là cầm chị này bị tuột ra này, chị ở cái lỗ móc này bị tuột ra này, như này nó cũng không đan được chị nè, hoặc là còn chị này móc này tuột ra nè, chị móc dưới tuột hoặc là chị móc trên tuột đều bị nha mọi người nè, hoặc là trường hợp nè, hoặc là trường hợp chị móc trên nè nó bị tuột ra đây, nó không có ăn, nó không vô, nó bị tuột, một trong hai con chị bị tuột đều không ăn chị nha mọi người. Hoặc là cái móc này nó bị hở quá nó không bắt được vô cộng chị của cái móc dưới thì nó cũng sẽ làm không đan được chị với nhau, mọi người phải phải kiểm tra nha, coi những cái bước của mình chị á, coi nó sai đâu thì mọi người chỉnh lại nha. Đây mọi người, rồi mình siết lại nha, đừng cho chạm nhau nha mọi người. Rồi. Trời, móc trên lên nè. Móc trên lên nè. Để mình sờ công chị vô cho mọi người coi. Đây. Móc trên lên và nó phải ăn phía trong. Nó phải ăn được phía trong của cọng chị xanh này, như lúc đầu ban đầu mình nói đó, nó phải ăn phía trong này mọi người, nó không được ăn phía, nếu nó ăn phía ngoài là bị bỏ chị mà đừng về nha mọi người nhớ nha, nó phải ăn được phía trong đó, nó phải ôm được cọng chị như này đó, nó phải ôm được cọng chị như này nè thì mới được. Nếu trường hợp mà nó không có ăn, nó không ăn mọi người, nó đang phía ngoài thì nó sẽ hiện tượng như này nè. Nếu nó không ăn được vô mọi người thì cái chỗ này, phần này, cái máy hình gì xanh 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 này, cái nước này này, ở giữa hai cái đường chỉ màu vàng màu đỏ nó không có, màu vàng màu cam mọi người, nó không có đường chỉ này. Rồi nó bỏ ngoài á, là nó không 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 có cái đường này, nó nằm trong đây thôi, nó bỏ, nếu nó bỏ cái kim ngoài á thì nó chỉ có phần này thôi, phần này không có, mình nhìn tựa như là đường mút xích của mấy mấy năm chị á, đây thì các bước hướng dẫn mọi người cách chỉnh bộ tàu mùi là xong rồi đó mọi người. Thì mọi người quan sát máy máy mình bị bọ mùi bước nào, bọ mùi kim hay là bọ mùi chỉ kim, hay là bọ mùi chỉ kim, hoặc là bọ mùi của móc đen, thì mọi người biết cách mọi người xử lý nha.
Còn trường hợp mà mọi người bị gãy kim đứt chỉ á, thì mọi người phải xem lại coi là gãy kim là mọi người còn trường hợp bỗng gãy kim thì mọi người phải kiểm tra lại coi là cái móc có đá kim không. Thường thường là móc đá kim hoặc là cái kim của mình nó chạm vô mặt nguyệt các mọi người thì nó mới bị gãy kim thôi. Mọi người phải quan sát coi là quay tay á, mọi người bỏ mặt nguyệt vô. Như mọi người bỏ mặt nguyệt như này. Mọi người bỏ mặt nguyệt vô. Mọi người quay tay này, quay tay bằng tay để cho máy chạy, quay ra coi là cái kim của mình nó bị chạm vô cái mặt nguyệt không. Trường hợp đứt chỉ bằng bỏ mũi luôn nha mọi người. Đứt chỉ cũng vậy nha, nếu cái kim mình nó sát mặt nguyệt quá cũng sẽ sinh ra hiện tượng đứt chỉ nha. Hoặc là cái mặt mình bị xước nha mọi người. Còn nếu bị sát quá thì chúng ta chạy nó sẽ chạy đôi lúc sẽ kim chúng ta sẽ đâm trúng cái mặt nguyệt này. Nếu sát quá đâm trúng mặt nguyệt cũng sẽ làm gãy kim. Thì còn nguyên nhân nữa là ví dụ đứt chỉ á, mọi người phải kiểm tra coi cây cầm chỉ của mình nó có bị móc vướng hay đâu không. Đường đi từ trên tăng sông xuống mọi người, nó xuống nó có, mọi người cầm cầm chỉ mình kéo mình có kiểm tra coi này, chỉ nó có bị vướng ở trên giá trị không, hoặc là dính mấy cái tăng sông này không. Tại vì nhiều cái máy để lâu ngày bị sét mọi người, mấy cái lỗ tiếp xúc rồi nè, chỉ với mấy tiếp xúc mấy cái thành đi của cái lỗ này mọi người nó bị sét á, thì nó cũng sẽ làm chị ta bị đứt nha, nó bén nó cứa đứt cầm chị chúng ta nha mọi người. Mọi người kiểm tra, mọi người cầm cầm chị nè, mọi người kéo, mọi người cầm cầm chị, mọi người kéo á, mọi người coi chị nó thắt đều không. Nếu mà chạy lát nó bị giật nặng ở đâu đó thì mọi người kiểm tra coi là nó bị vướng ở cái đường chỗ nào thì mọi người xử lý chỗ đó nha. Trên máy cắt sổ thì nó gì hay bị đứt là đứt cái đường chỉ móc á, hay móc đan nhau mọi người, nó đứt thì mọi người phải kiểm tra nha. Tại vì lâu ngày thì mấy cái rạch này nè mọi người, mấy cái rạch này nè mọi người, nó bị chỉ nó ăn mòn á, nó có tạo thành cái rạch á, mấy phần này nè nó có cái rạch khứa mọi người, thì chỉ đi qua nó sẽ bị đứt. Hoặc là phía trên chị kim cũng vậy nha mọi người, phần này nè, chúng ta chạy lâu ngày chị nó sẽ làm tạo một cái rạch này. Mọi người thấy máy mình đang có cái rạch không, đây nè mọi người, nó rạch đó mọi người, nên ta chạy chị nó xuống nó bị rít nó nặng và nó cứa con chị nó đứt con chị của mình, nên mọi người phải chú ý nha. Trường hợp mà của ai mà rạch này bị sâu quá thì mọi người nên thay luôn, mua cái thằng này mọi người thay nha. Ở ngoài thị trường có bán hết mọi người yên tâm. Máy ai chạy chị không đẹp, lúc nặng, lúc xấu, lúc đẹp, lúc rút, lúc không thì mọi người phải nên để thay tất cả những cái bộ này nha mọi người. Bộ này nè, bộ tăng xong, kiểm tra bộ tăng xong này, bộ tăng xong nè, rồi bộ dặn chị nè, đây bộ dặn chị đây nè mọi người, mọi người thay hết thì chắc chắn chị mọi người ra sẽ đẹp và đều, không có bị lúc giật lúc không. Chị bị thì nguyên nhân chắc chắn là ở mấy thằng này, đường chị đi nó bị rít, đêm ngày bị sét hoặc có rạnh mà tăng sông này, tăng sông chúng ta đêm ngày bị sét, hoặc là giá trị nè, rồi giá trị chúng ta kiểm tra coi là có ông chị người ta bị vướng chị không, chạy nó bị vướng không, mình kiểm tra hết tất cả nha. Bằng cách là mọi người cầm con chị mười kéo thấy giật ở đâu thì mọi người kiểm tra đó nha. Thì video này mình đã hướng dẫn mọi người cách chỉnh bộ tàu mũi của máy bắt sổ đó, để cho chị nó không bị bò mũi. Đức chị gầy kim thì mọi người xem những cái trường hợp mình đã nói nha mọi người lại nha. Rồi thì video đây mình xin kết thúc nha, cũng video cũng dài rồi thì mình xin kết thúc tại đây. Và mọi người thấy video mình hướng dẫn có ích cho mọi người thì mọi người cho mình xin một đăng ký kênh nha, một like, một comment nha mọi người. Mọi người có thắc mắc gì thì cứ comment phía dưới đi, mình sẽ trả lời mọi người hết tất cả nha. Rồi xin thân ái chào tạm biệt mọi người.